tăng thêm phần không khí sôi động. Sôi động cho mấy bạn giờ mình chơi nha. Bắt đầu. Nghe nha. How many men are made to move the world? Hai. Đúng rồi, câu trả lời là hai đó mấy bạn. Mấy bạn đã hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Chưa hiểu luôn. Lại nha. Bắt đầu. Nghe kỹ nha. Nghe thôi đừng nhìn. How many men are made to move the world? Bảy. Đúng rồi, câu trả lời là bảy đó mấy bạn. Nó dừng ở số mấy vậy? Bắt đầu. How many men are men jump over the wall? Không. Mấy bạn đã hiểu chưa? Nếu chưa hiểu mình sẽ tiết lộ một số điều đó chính là mình trò này mình chỉ cần nghe thôi. Mình không có nhìn cái gì mình làm. Nghe thôi, bỏ não ra luôn, bỏ không có xài não luôn, không có xài tới luôn. Bây giờ lại nha. Bắt đầu. Nghe kỹ nha mấy bạn, nghe nha. Đừng bỏ mình chứ. Bắt đầu. Nghe. How many men are men jump over the wall? Wow. Đúng rồi. Hiểu chưa? Chưa hiểu. Lại nha. Bắt đầu. Nghe nha. How many men are men jump over the wall? Wow. Đúng rồi đó mấy bạn. Hiểu chưa? Thì mình chơi lại lần cuối nha, để mình dễ hiểu nha. Từ từ luôn á. Không, trò này dễ lắm. Mình không có, đừng có dùng não, đừng có suy nghĩ phức tạp gì hết. Lại nha. Bắt đầu. Không dùng não nha. How many men are men jump over the wall? Oh. Đúng rồi đó mấy bạn. Mấy bạn đã hiểu chưa? Chưa hiểu thì coi lại clip cho mấy bạn. Bye bye.